Đấy hôm nay mình sẽ tiếp tục từ cái đoạn này đang ở trang 217. Đấy. bảy. Uh, ok. Rồi thế thì các bạn nhé trong quá trình xem live có, có câu hỏi gì về tiếng Anh hay là IELTS thì cứ cứ comment, mình sẽ trả lời và thứ hai đó là giúp mình thả tim liên tục nhá. Uh, mình sẽ bắt đầu luôn. Ok, Harmony này. Harmony Ron said again, sounding both stunned and impressed. Harmony Ron nói lại một cái lần nữa và nghe cái giọng của Ron có vẻ vừa vô cùng ngỡ ngàng lại vô vừa vô cùng là ấn tượng đấy, impressed và stunned Stun nó giống như kiểu là một cái hình thức gây choáng đấy đây là rất là choáng váng nhá từ sound ở dạng uh, danh từ là âm thanh ở dạng động từ tức là nghe cái âm đấy nó có vẻ đây nó nó phát ra một cái, uh, cái 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 một cái sự ấn tượng mà nó toát ra được cái từ cái giọng nói đấy, đấy và tiếp theo này harry you better beat him in the quidditch in the quidditch final này Harry tốt hơn hết là cậu nên đánh bại nó ở trong cái trận chung kết Quidditch đấy, trong cái trận chung kết bởi vì final thường là nó nói về những thứ cuối cùng đúng không kể cả cái kỳ thi cuối kỳ của chúng ta ấy, nó cũng đều gọi là final Đấy, và you better như thế này tức là tốt hơn hết nó là từ had had better do something Đấy. Harmony said shrilly con bé Hermione nó nói này cái giọng nó shrilly tức là cái giọng nó the thé ở một cái cái quãng âm rất là cao, thì nó gọi là Đó. You just better head because I can't stand it if Slytherin win. Bởi cậu, cậu gọi là tốt hơn hết là nên như vậy này. Bởi vì tớ không thể nào chịu được cái việc đấy. Nếu như mà cái đội nhà Slytherin nó chiến thắng, nha, can't stand it thì nó không phải là tớ đứng đâu. Nó có nghĩa là kiểu không thể nào chịu được cái việc đấy. Can't bear it nhắc cái từ stand ở đây giống như kiểu là cái từ hate đấy và ý của nó là can't stand tức là vô cùng ghét cái việc đấy nó xảy ra. Đấy. We'll do, uh, we'll do in charms. cái gì làm thế nào mà nói không nghĩ đến ngữ pháp á? À. Thế thì lúc đấy em phải có được cái uh, uh, phản xạ đặt câu mà nó đã chính xác về mặt ngữ pháp tự động rồi ấy, tức là ban đầu em phải cố gắng làm sao nghĩ trong đầu cái câu đấy rất là nhiều để mà nó quen, quen với lại các cái cấu trúc ngữ pháp nghĩ trong đầu ấy. cái câu đấy xem mà nó được tạo ra như thế nào đấy về sau khi mà mình quen rồi thì mình nói nó đi theo phản xạ thôi uh, We we'll do in charms tức là à chúng ta đã đến giờ học cái môn charm cái môn uh, bùa chú rồi sẽ Ron still goggling at Hermione Ron nói và vẫn còn chố mắt nhìn cái con bé Hermione cái từ goggle thì uh, danh từ nó là cái kính bảo hộ khi mà chúng ta đeo vào trong cái phòng thí nghiệm vật lý hay là hóa học còn là dạng động từ thì đấy giống như kiểu cái mắt nó được Cái mắt nó được phóng đại ra ấy. Đấy nó chố mắt nó nhìn nhá We better go uh, Tốt hơn hết là chúng ta nên đi thôi They hurried up the marble staircase towards Professor Flitwick's uh, classroom Họ này vội vã đi lên cái cầu thang bằng cẩm thạch Đi về phía cái phòng học của giáo sư Flitwick cái từ hurry nhá danh từ nó là một cái sự vội vã Nhưng mà dạng động từ thì nó có nghĩa là kiểu mình làm cái việc đấy đúng không? mình đang gọi là hối hả, mình đi uh, uh, staircase cầu thang, còn marble là cái chất liệu cẩm thạch, cẩm thạch, uh, nó còn còn nó còn là bi nữa, cái viên bi ấy, mà mà hồi bé chúng ta chơi, Your late boys, các cậu đã muộn rồi, um, said professor flitwick reprovingly as harry opened the classroom door, thì giáo sư flitwick này nói một cái giọng nó vô cùng là có thể mang tính chất là khiển trách nó mang tính chất là khiển trách. Khi mà Harry mở cái uh, cửa phòng học ra. Đấy, classroom door. Reprove ở đây thì nó sẽ khác với từ approve. Approve là đồng, là đồng tình, nhưng mà nếu mà reprove thì nó mang tính chất là đang chê trách, đang khiển trách cái việc đấy. Đấy reprovingly. Rồi, nó ngược với lại từ approve, được không? Tiếp theo này, come along quickly. ones out, uh ones out. We're experimenting No, no. We're, experiment we're, 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 we're experimenting with cheering charms today. Come along tức là kiểu nào vào chỗ đi đúng không? Hay là uh, gọi là theo kịp với lớp đi. Bởi vì cái từ along ở đây thường nó nói đến cái trạng thái song song. Đấy và come ý của nó có nghĩa là lại đây. Đấy, lại đây, nhập cuộc với lại lớp học đi. Nhanh lên. One out tức là rút đũa ra này. Chúng ta đang uh, thử nghiệm với lại cái phép bùa chú ăn mừng và ngày hôm nay. Đấy. thì experiment nếu ở dạng danh từ nó là thí nghiệm, còn uh, ở dạng động từ thì ý của nó có nghĩa là thử nghiệm. nhé thí nghiệm với thử nghiệm. Một cái là danh, một cái là động ấy. Uh, cheer thì đó là sự ăn mừng rồi. Và đây, là cheering charms cái phép thuật để mà ăn mừng. Uh. We've already divided into pairs. Chúng ta đã sẵn uh, chia thành những cái cặp. Học sinh gọi là trong lớp rồi đúng không? Từng cặp, từng cặp với nhau rồi Divide nó là chia và nó phải đi theo từ into nhé Được Tức là nó chia thành các cái cặp khác nhau Đúng không? Đấy, ví dụ như 36 học sinh thì nó 18 cặp Đấy, Ý của nó là vậy Divide into ừ. ờ, chiều nay các bạn thi cái môn uh, trung học phổ thông uh, tiếng Anh Không biết là làm đề thế nào <laughs> thấy bảo rằng là đề năm nay khó à À có cái câu mình vừa làm cái video để mà phân tích xem xem là cái đáp án của nó là cái gì cứ cãi nhau giữa cái câu comparative với lại distinctive thì tội gì không lên google mà check đúng không cãi nhau làm gì Đó. nó là distinctive em ạ giải đề thì có nhiều cái các bạn livestream giải đề lắm rồi nó là distinctive em ạ đấy. cứ cứ check google là ra cái từ comparative gần như là kết quả của nó chả có cái gì cả đấy thế cho nên là mà, mà ngược lại nhé, distinctive thì nó lại ra một đống kết quả cơ. <laughs> Nói chung là kể um, có những người khi mà người ta phân tích về mặt ngữ pháp thì người ta thấy là cái từ distinctive nó hơi bị hơi bị lố khi mà nó kết hợp với lại from each other nhưng mà người bản xứ vẫn có sử dụng những cái thứ đấy. Đấy tức là có những cái references ở trên báo chí hay là các cái ngôn ngữ ở bản xứ mình tìm được ở Google ấy. Đấy. Thế cho nên là cái từ distinctive nó là từ chính xác. Rồi, now hurry to a desk at the back and open the bags. Uh, Ron looked behind him. Harry và Ron này vội vã đi đến một cái bàn học ở phía cuối lớp học. Cái từ hurry mình có nói rồi đúng không? Nó có nghĩa là kiểu vội vã đi. Có cách là có cách nào đoán được câu thành ngữ không? Em xem cái nghĩa đen của nó nếu mà nó không make không make sense, không có hợp lý ấy, thì chắc chắn lúc đấy nó là một cái phrase, nó là một cái cụm rồi mình phải cho cái cụm đấy lên Google đấy em đưa cái nghĩa đen của nó vào tức là ví dụ bây giờ có những cái từ uh, giả sử như thế này đi let my hair down tự nhiên mình thấy rằng là cái từ đấy đúng không để tóc của tôi xuống nghe nó không hợp lý cho lắm vì vậy cho nên mình phải xem xem lại ở trên cái nghĩa thành ngữ của nó là cái gì đấy let my hair down hơi hơi kỳ cục thế cho nên là lúc này mình đưa lên google ấy thì nó có nghĩa là xóa tóc xuống Giải trí, xả hơi, xóa đi Thi xong rồi đúng không? Thì bây giờ let our hair down Đó, nó là gọi là xóa tóc, vui vẻ, giải trí Đi ba bủng, uh, điện tử các thứ, thoải mái đi Đấy, Và tiếp theo, đến đâu nhỉ? Open the bags, mở cái cặp của họ ra này Ron nhìn về phía sau cậu ấy Hôm nay nó không có chuột nhá, thế cho nên mình dùng cái bàn phím mình uh, lìa Có thể nói hơi rung rung á Where's Hermione gone? Ờ, con bé này nó đi đâu nó đi đâu rồi ấy nhỉ uh, Harry looked around too. Harry cũng nhìn xung quanh này. Hermione hadn't entered the classroom yet. Harry knew she had been right next to him when he opened the door. con bé Hermione thì nó không có đi vào, không có enter, không có đi vào cái phòng học nhá. dẫu vậy thì Harry biết rằng uh, cô ấy đã ở ngay bên cạnh Harry khi mà cậu ấy mở cái cánh cửa phòng học ra. Uh, when he had opened the door yeah. That's weird Ồ oh, kỳ cục quá, lạ lùng quá Cái từ weird này này nó bằng từ Strange yeah. Unusual ấy, nó hơi kỳ kỳ Nó hơi bất thường Set Harry staring at Ron uh, Harry nói và nhìn chằm chằm về phía của Ron Maybe Maybe she went to the bathroom or something Có thể là con bé Nó đã đi đến cái phòng vệ sinh Hoặc là gì gì đó rồi cái từ maybe nó là khả năng 50% 50 50. 50 50. Còn nếu mà probably thì nó là 80%, 70% gì đấy. Còn uh, possibly thì nó là tầm khoảng 10%, 20% thôi. Đấy cái tỷ lệ về mức độ của nó ấy, nó đều là có thể thôi, nhưng mà có thể kia là cao hơn còn đây là 50 50 này, maybe này. À. But how many didn't turn up all lesson? Nhưng con bé đấy nó không hề xuất hiện toàn bộ trong cái tiết học mà Harry và Ron đang ngồi ở trong đó Đó, turn up, nó bằng từ show up ấy hoặc là bằng cái từ appear Đấy, ý của nó có nghĩa là kiểu xuất hiện xuất hiện, có mặt uh, She could have done with a cheering charm on her too tức là thế nào nhỉ? Con bé này này, con bé Hermione này nó đã có thể làm đã có thể làm tức là đã có thể, đã học cái tiết cheering charm rồi tự nó đã có thể đã học đã tham gia cái tiết học đấy trước đó rồi đấy, could have done ý của nó nói về một cái trạng thái gọi là giả định điều không có thật trong quá khứ nếu có xảy ra thì có thể nó đã nhá nếu có xảy ra thì nó thể có thể nó đã nó đã làm rồi set run as the class left for lunch ở khi mà cái lớp học nó nó tan để mà nó đi ăn trưa nhá cái lớp học đấy nó tan tan giờ ấy, để mà nó đi ăn trưa này left thì ở đây là kiểu rời đi đúng không? Quá khứ từ leave. All grinning broadly, uh, the cheering charms had left them with a feeling of great contentment. Tất cả mọi người trong cái phòng học, tất cả học sinh nhá đều cười nhăn răng một cách dạng dỡ, tức là kiểu cười nhe răng ra cười một cách nó lớn. Bởi vì từ grin thì thường có nghĩa là kiểu cười, cười 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 phô hết răng ra ấy. Rồi là broad thì đấy là cái từ rộng, à, tức là há mồm ra rất, rất là rộng để mà cười thôi. The cheering charms cái bùa chú ăn mừng hoặc là cái bùa chú cái gì nhỉ? Nó gọi là bùa chú vui vẻ nhé. Thì đã đã khiến cho họ có một cái cảm xúc uh, thỏa mãn vô cùng. Đấy là chúng ta nên hiểu là như thế. Thực tế ra cái từ left thì nó là cái quá khứ từ leave. Nhưng mà leave nó còn có thể bằng với từ become. Nhá. Leave nó còn có thể là uh, nói về cái cái kết quả của một thứ gì đó nó tác động lên mình đấy chưa nó giống kiểu leave me alone ấy. cái alone nó sẽ là cái cái trạng thái của cái đối tượng uh, me ở đây. Đấy nó sẽ là cái kết quả nhá. Và đây này, left them với một cái cảm xúc như thế. À tức là ai ai cũng có một cái cảm xúc như vậy. Ừ. Content thì đó là cái um, tính từ nó gọi là thỏa mãn. Nó bằng cái từ uh, satisfied. Đó, nó từ content ở đây này. Đấy chưa. Contentment là danh từ đó rồi à các bạn hay đọc cái cái gì nhỉ cái nội dung của tiktok hay là nội dung của các cái video là là gì đây là cái từ này cái 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 từ này này các bạn hay đọc là content đúng không nhưng mà đấy là tính từ thì nó đọc là content nhưng mà nếu ở dạng danh từ về nội dung ấy thì đọc là content à, tức là cái âm nhấn ở đây là âm một nếu như nó là danh từ Còn content nó mới là tính từ cơ Đấy các bạn thường đọc sai cái từ này khi mà nói về nội dung nhá. Tôi thích những cái content đó. <laughs> no, nó phải là content. Content, được chưa? Nó là âm 1 á. Trọng âm nó giờ âm một á. How many wasn't at lunch uh, either? Con bé đấy thì nó không có ngồi ăn trưa, đúng không? Nó không có đi tham gia, không có đi ăn trưa. Uh, cũng không có đi tham gia ăn trưa này. By the time they had finished the apple pie. The After effects of the cheering charms were wearing off and Harry and Ron had started to get slightly worried thì um, con bé đấy nó không có xuất hiện ở bữa trưa nhá và cho đến cái thời gian khi mà họ đã ăn xong cái bánh cái bánh táo của mình, cái apple pie đó, bánh táo của mình thì cái hiệu ứng tàn dư, cái hiệu ứng sau của cái bùa chú vui vẻ này thì nó đã nguôi ngoài, nó đã kiểu tắt dần đấy Đấy. thì ở đây chúng ta có by the time tức là until theo theo cái khoảng thời gian đó. Um, after effects thì effects là hiệu ứng và after tức là phía đằng sau. Tức là cái gì nhỉ? Nó gọi là cái cái hậu ứng à? <laughs> Thứ gì nó nó ở phía hậu nhá, ở phía sau. Đấy, giống như kiểu bây giờ này, after taste thì nó gọi là dư vị á. Dư ứng à? <laughs> after taste thì đấy, tức là kiểu nó gọi là cái dư vị Thế thì After Effects mình không biết là phải dịch ra là cái gì Cái hiệu ứng phía sau đúng không? Hiệu ứng phía sau Của cái Cheering Charms nó đã wearing off Một cái effect mà nó wear off Tức là nó dần dần nó mất đi cái hiệu nghiệm của nó Đấy, thì nó gọi là wear off nhá Và Harry và Ron này thì bắt đầu hơi hơi lo cho cái con bé đấy rồi đấy, Get slightly worried thì slide nó là một cái mức độ vừa phải thôi và đây là à hơi 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 này lo lắng thôi you don't think Malfoy did something to her cậu không nghĩ rằng là Malfoy đã làm cái điều gì đó với lại cô ấy chứ uh, Ron said anxiously as they hurried upstairs towards Gryffindor tower Ron nói một cái giọng nó vô cùng là sốt sắng bởi vì từ anxious thì nó là sốt sắng các bạn nhé giúp mình thả tim liên tục đó và nếu có cái câu hỏi gì hay là cái thứ gì liên quan tiếng anh thì cứ thoải mái hỏi Đấy, tiếng anh ielts đề thi trung học phổ thông <laughs> kiểu thế anxious thì nó là cái từ kiểu nói về cái tâm trạng của mình á nó đang bồn chồn nó đang lo lắng sốt sắng đấy và đây là cái giọng nói nhé nó nghe có vẻ như vậy as they hurry tức là trong khi khi mà họ vội vã đi lên cầu thang phía bên trên đi lên tầng trên về phía cái tòa tháp Gryffindor, uh, upstairs đi lên tầng á, cái từ as thì nó bằng cái từ because hoặc là từ while tùy theo văn cảnh. thì trong cái văn cảnh này nó nói về mặt thời gian, hành động, xen kẽ thì lúc đấy nó phải là while. trong khi they pass the security trolls, uh, give the fat lady the password, flipper t j nói chung là một cái password nó khá là phức tạp nhá. họ này họ đi qua những cái con quỷ lùn canh gác đấy, security thì nói về chức năng của nó mà và trolls thì đấy là các cái con quỷ lùn uh, đưa cái bà béo cái mật khẩu nó có tên là flip bertigibet and scramble through the portrait hole into the common room và sau đó nhá lồm cồm bò qua cái cái lỗ chân dung để mà đi vào cái phòng sinh hoạt chung uh, scramble thì thực tế ra nó có nghĩa là kiểu ngoáy ngoáy tung gọi là ngoáy 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 tung lộn hết mọi thứ lên thì nó gọi là scramble đấy, cái món trứng đánh đánh gọi là trứng băm thì nó gọi là scrambled eggs nhá yes, scrambled eggs đó là cái món trứng băm chúng ta chiên lên ấy, xong rồi chúng ta ngoáy ngoáy hết nó ra đấy, vậy thì scramble khi mà nó nói về chân tay nhá thì tức là loạn quạng xong rồi lồm cồm chân uh, uh, chân hai chân uh, ngoéo vào nhau kiểu thế rồi qua cái lỗ chân dung này portrait là chân dung để vào cái phòng sinh hoạt chung nhá. Hermony was sitting at a table, fast asleep, her head resting on an open encyclopaedia um, book. thì con bé đấy nó đang ngồi ở một cái bàn, đang ngủ ngon, đó, đang ngủ say, đang ngủ say. Đầu của con bé thì nó đang dựa trên một cái cuốn sách encyclopaedia đang được mở ra. tức là cái cuốn sách đấy nó đang mở, đó, đang mở còn emphemacy là cái gì thì mình không không rõ lắm uh, hello dương vũ tiếng scramble là máy tung hết lên emphemacy chắc là cái môn uh, chiêm tinh hay là cái môn uh, cổ ngữ gì gì đó một cái môn phù thủy nó học thôi mà rồi một cái cuốn sách nhá they went to sit down either side of her harry prodded her awake họ này đi đến để mà ngồi xuống ở hai bên phía của con bé Hermione harry Chọc chọc cho con bé nó tỉnh dậy Chọc ở đây tức là kiểu Lấy ngón tay chọc nhá Được chưa? Cái từ prod này này Thì thường ý của nó có nghĩa là kiểu Dùng một cái phạm vi hẹp Sau đó rồi uh, Kích kích uh, Chích chích Và phía trước Thì nó gọi là prod Đó prod Và tính từ Khi mà nó bổ nghĩa cho một cái hành động Thì nó nói về kết quả Tức là Prod con bé Để cho nó awake Đó Để cho nó tỉnh dậy Either side Thì ý của nó có nghĩa là kiểu Cả hai bên thôi Nó gọi là both sides chưa? Thì uh, what, what? said Hermione waking with a start and staring wildly around. Is it time to go? Uh, which lesson have we got now? Ý của nó có nghĩa là cái con bé này nó tỉnh mơ đúng không? Thì nó bảo là cái gì cái gì uh, tỉnh dậy với một cái cú giật đó kiểu giật mình tỉnh dậy. Cái start ở đây thì nó không phải là bắt đầu nhé, Nó là một cái hành động. Nó nói về kiểu như tự nhiên mình 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 Ờ, đang ở trạng thái tĩnh xong rồi có một cái chuyển động bất chợt ấy. thì đấy nó gọi là a start a start Đó. và staring wildly tức là kiểu nhìn chằm chằm một cách nó hoang dại vào xung quanh Đó, nhìn mọi thứ xung quanh hoang dại ờ, có phải là đến thời gian để mà đi rồi không ờ, cái tiết học nào mà chúng ta bây giờ có ấy nhỉ cái lesson thì bây giờ ý của nó là có nghĩa là cái tiết học tiết học tiết học chứ không phải là bài học đâu divination but it's not for another 20 minutes đó là cái môn chiêm tinh nhưng nó không phải diễn ra trong ý ý ý ý của cái câu này ý của nó có nghĩa là à 20 phút nữa thì mới đến cái tiết học đó it's not for another 20 minutes đúng không? nó phải 20 phút nữa 20 phút nữa mới bắt đầu said Harry Hermione why didn't you come to charms tại sao cậu lại không đến tiết học bùa chú đấy, charms được chưa? charms nó là bùa chú, giống kiểu charming ấy để mà tính từ nó miêu tả một người uh, kiểu chúng ta bị hấp hồn, chúng ta bị lôi cuốn bởi cái người đấy, Nha, he's so charming thì tức là à mình bị giống kiểu bị bỏ bùa, đúng không? bởi vì cái phẩm chất cái uh, sự quyến rũ của anh ta, đó, he's so charming All right. rồi, what? oh no, harmony squeaked cái gì cơ? ôi không, con bé harmony nó 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 rít lên Có thể hiểu là nó rú lên đi Đấy, rú lên Squeaked Nó giống một cái con lợn ấy Khi mà nó bị chọc tiết Thì nó squeak, squeak, squeak Đấy, kiểu thế I forgot to go to charms Tớ quên mất là phải đi học cái tiết bùa chú rồi uh, But how could we forget? À, uh, but how could you forget? Nhưng mà sao cậu lại có thể quên được? Đấy, nó đặt ra cái câu hỏi mà how could Tức là kiểu như cái việc đấy nó đã xảy ra rồi á xảy ra trong quá khứ Đấy đã xảy ra rồi nó, lùi về quá khứ đơn mà còn how can đúng không thì đấy là nó nói là sẽ trạng thái hiện tại hiện tại đơn said Harry you were with us till we were right outside the classroom sao mà cậu có thể quên được cậu đi cùng với chúng tớ cho đến khi chúng ta đi ra ngoài cái phòng học mà outside ở bên ngoài yeah, outside the classroom I don't believe it ôi tớ không tin được Hermione wailed cái từ well tức là nó mếu máo, nha nụ nó nó mếu máo xong rồi nước mắt nó đang uh, sụt sịt ra ấy thì đấy nó gọi là well. well. well mếu máo, đúng không chính xác, hợp lý. Was Professor Flitwick angry? Oh, it was Malfoy. I was thinking about him and I lost track of things. Giáo sư Flitwick có giận dữ không? Ôi, nó là do Malfoy nó là Malfoy, từ từ nó là nó là nó là Malfoy này, tớ lúc đấy đang nghĩ về nó và tớ quên mất mọi thứ. Đấy, quên mất mọi thứ. Cái từ track ấy nó là đường đi và khi mà chúng ta lose track of something tức là mình mất dấu đúng không? Mình không còn ý niệm gì về nó nữa. Thì đấy nó gọi là lose track of something. Nhất là khi mà nó đi với thời gian đấy lose track of time. Đấy là một cái cụ khá hay. Nha. Yeah. You know what, Harmony? Cậu biết gì không, Harmony? Ý của nó có nghĩa là này, tớ nói này Cái từ you know what này này Thì thực tế có thể hiểu cậu biết gì không đúng không nhưng mà mình nên 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 hiểu nó ở ở dạng um, chủ định thì, thì nó hợp cái gì, gì nhỉ cái dạng uh, chủ động thì nó hợp lý hơn tớ bảo này Hermione uh, said Ron looking down at the enormous anti book Hermione had been using as a pillow I reckon you're cracking up They're trying to do too much. Tớ bảo này Hermione, uh, Ron nói và nhìn xuống ở cái cuốn sách *Anthemancy* rất là to lớn mà con bé Hermione nó đã dùng như là một cái gối. Đấy. Thì chỗ này *enormous* đó là khổng lồ, là lớn nhá, *very big*. Đấy chưa? Rồi tiếp theo *had been using* tức là trước cái thời điểm mà Ron nói thì con bé đấy nó đã dùng cái gối đấy, nó đã và đang dùng cái gối đấy là một cái pillow, một cái gối tôi nghĩ là cậu uh, vượt quá sức chịu đựng rồi đấy đấy cậu vượt quá sức chịu đựng hoặc là kiểu cậu tới giới hạn rồi đấy cậu đang cố gắng uh, gọi là làm quá nhiều việc yeah. cái từ crack up ấy thì nó có nhiều nghĩa lắm nhưng mà trong cái văn cảnh này thì tức là cái con bé này nó ôm đồn rất là nhiều môn học nó học cùng lúc rất là nhiều môn thế cho nên là khi mà nó không thể nào chịu đựng được nữa thì nó sẽ vỡ ra crack Crack tức là một cái vết nứt Đấy ý của nó có nghĩa là kiểu tức nước vỡ bờ Đấy nhưng không phải là tức nhá Nó không chịu được thôi Nó ôm đồn nhiều quá rồi Have a lot on her plate Thế cho nên là không có chịu được nữa Đấy cậu đang cố gắng ôm nhiều quá này No I'm not Không tớ có đâu Set her money brushing her hair out of her eyes And staring hopelessly around her back Thì um, không Con bé đấy nó phủ định Và nó Nó um, nó chải tóc, nó vuốt tóc ra khỏi mắt của nó này Đấy và nhìn một cách đầy hy vọng xung quanh để mà tìm kiếm cái cặp của mình Cái từ brush thì thực tế ra nó giống như kiểu là chúng ta đang chải chải đúng không Nhưng mà trong cái văn cảnh này tức là nó đang dùng những ngón tay để mà vuốt tóc Bởi vì nó có lược đâu, không có lược nha Thế cho nên cái từ brush ở đây có thể kiểu như là lấy ngón tay xong rồi phủi phủi Để cho cái tóc nó ra khỏi mắt Đấy bởi vì out of her eyes, ra khỏi mắt và nhìn chằm chằm một cách đầy hy vọng à không một cách vô vọng xung quanh để mà tìm kiếm cái cặp của mình bởi vì doless mà less là without là không có hopelessly nha một cách nó gọi là vô vọng I just made a mistake that's all I better go and see professor professor flitwick and say sorry I'll see you in divination um, tớ vừa mới có một cái sai lầm đấy câu chuyện nó là như vậy mọi thứ nó là như thế chấm hết Tớ tốt hơn hết là nên đi và gặp giáo sư Flitwick và nói lời xin lỗi. Đó, nói lời xin lỗi. Tớ sẽ gặp các cậu ở trong cái môn chiêm tinh. Um, made a mistake. Uh, không phải make nhé. hoặc là không phải made đúng không? Nó là made. Đấy, made a mistake. Made a mistake. Alright, rồi tiếp theo. how uh, Hermione joined them, joined them at the foot of the ladder to Professor Trelawney's classroom 20 minutes late. 20 minutes later, looking extremely harassed. Con bé đấy nhá. Nó đi cùng tức là kiểu nó nhập hội với lại Harry và Ron này ở phía cuối. Không, ở cái chân cầu thang at the foot of the ladder ở cái chân cầu thang nhá, dẫn đến phòng học của giáo sư Hai 20 phút sau. 20 phút sau. Đấy. Nhìn vẻ mặt con bé Nó vô cùng là bị uh, kích động Đó chúng ta nên dịch như thế Chứ còn từ, thực tế ra cái từ harass Nó giống như kiểu ai đó châm chọc mình Xong rồi ai đó trêu mình ấy Thì đấy nó gọi là harass Từ này có thể nó liên quan đến cái sắc thái Nó hơi tiêu cực một tí uh, Liên quan đến vấn đề kiểu đụng chạm, sờ mó Ừ, phiền đúng không? Nhưng mà ấy, bởi vì nó không hề có từ Sexually Harassed ở đây Thế cho nên chúng ta nên hiểu là cảm giác nhìn Nhìn nó bị phiền Đấy, nó bị quấy Nó bị quấy rối nó bị phiền Ok, I can't believe I missed Cheering charms Tớ không thể nào tin được là tớ lại bỏ lỡ Cái tiết học bùa chú vui vẻ Bùa chú vui vẻ Bởi vì nó khiến cho cái người Sử dụng cái bùa chú đấy đúng không Nó trở nên hân hoan hơn Từ cheer mà, từ cheer And I bet And I bet they come up in our exams. Professor, uh, Professor Flitwick hinted they might và tớ cá với các cậu rằng là cái um, các cái kiến thức về cái môn uh, bùa chú vui vẻ nó sẽ xuất hiện trong các cái bài kiểm tra của chúng ta. Đấy tức là nó sẽ được hỏi trong cái bài kiểm tra. Giáo sư Flitwick đã đưa ra cái gợi ý rằng nó có thể sẽ, sẽ có trong bài kiểm tra. The hint danh từ nó là cái um, cái gì nhỉ? manh mối, ở dạng động từ thì tức là à ra hiệu hay là gợi ý cho ai đó. Uh. Together they climb the ladder into the dim stifling tower room. Cùng với nhau thì họ trèo lên cái cầu thang đi vào một cái phòng ở trên tháp nó mịt mờ này và nó không khí nó rất là ngột ngạt. Đấy, từ dim, từ dim đêm nha thì nó có nghĩa là kiểu ánh sáng nó mờ mờ ấy nó không có rõ rồi là stifle stifle thì thực tế ra ở dạng động từ nó là bóp nghẹt một ai đấy bóp cổ đi nói chung là bóp cổ vậy thì stifling tức là tính từ nó có nghĩa là kiểu ngột ngạt không có thở được thôi nó rất là bí bách có một từ nữa cũng có nghĩa là bí bách uh, stuffy đã stuffy stuffy tính từ bạn nào biết cái, cái từ này có thể type lại nhá mình đang tay đang 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 vậy là đang điều khiển máy tính không có viết ở trên điện thoại được. À, tiếp theo này, glowing on every little table, không có nước nhỉ Glowing on every little table uh, was a crystal ball full of pearly white mist. thì uh, đang sáng sáng uh, ở trên từng cái bàn nhỏ, tức là đang phát sáng ấy ở trên từng cái bàn nhỏ. thì đó là một cái quả cầu băng, một cái quả cầu pha lê mà nó đầy những cái làn khói sương mù màu màu trắng sữa ở bên trong đấy thì từ pearl nó là ngọc trai nhưng mà pearly thì đấy là một cái gam màu nó đục đục cơ và white mist tức là nó vừa trắng à nó gọi là trắng đục đó cái màu trắng đục mist thì đó là sương mù rồi đó sương mù cái từ glow này này nó thực tế không phải là phát sáng một cách nó quá là lớn đâu mà nó giống như kiểu là nó cứ nó sáng tới một mức độ trung bình Xong đó là nó lại mờ đi một tí Sau đó nó lại sáng lên cái mức độ trung bình như thế Đấy, đấy là cái từ glow nha Nó gọi là ửng lên á ửng lên chứ không phải là sáng trưng lên đâu Đấy, phải hiểu cái văn cảnh của từ glow như thế này um, Crystal ball đúng không? Tức là một quả cái bóng Một cái quả bóng pha lê thôi Harry, Ron and Hermione sat down together At the same rickety table Cả ba người bạn của chúng ta Ngồi xuống cùng với nhau Ở... Cùng cái bàn Nó vô cùng là cũ đấy, Rickety thì nó có nghĩa là kiểu um, In poor condition đó ừ, Có nghĩa là cái trạng thái nhá Nó sập xệ Thì đấy nó gọi là rickety I thought we weren't staring crystal balls until next term Tớ nghĩ rằng Tớ đã nghĩ rằng là chúng ta không có staring À không, không có starting Không có bắt đầu học cái quả bóng pha lê uh, Cho đến khi cái học kỳ sau chứ đó tức là nó nghĩ rằng là học kỳ sau mới học đúng không? chứ còn không phải là học sớm như thế này. He muttered, ấy, tức là thì thì thầm. Thì thầm. Thì thầm như thế. Casting a wary a wary eye around for Professor Trelawney in case she was looking nearby. Thì uh, Ron thì thầm như thế này và uh, gọi là và, và 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 đưa một cái ánh nhìn ra xung quanh cái từ cast thì thực tế ra ấy nó đang nói về cái trạng thái giống như kiểu bây giờ chúng ta làm bùa chú đúng không xong rồi chúng ta cast cái spell cast cái bùa chú đấy ra phía trước thì tức là à mình văng nó ra phía trước à? đấy thì từ cast nó là như thế văng một cái ánh mắt đấy ném một cái ánh mắt đúng không tức là nó nhìn rất là nhanh wary thì đúng rồi nó là tức là ấy, từ này ấy, nó vừa có nghĩa là lo lắng nó vừa có nghĩa là hơi Hơi, hơi hơi phiền muộn một tí đấy nó vừa phiền muộn mà nó vừa lo lắng thì đấy nó gọi là worry bởi vì chắc chắn là những cái từ cao đúng không thì nó sẽ có sắc thái riêng so với lại từ bình thường tại sao nó không dùng worry mà nó phải là dùng Wary à, à, nhìn xung quanh để mà tìm giáo sư Trelawney phòng khi mà bà này bà đang rình rập ở gần đó chúng ta sẽ có từ in case đó là nói với cái trường hợp đúng không in case cộng với là mệnh mệnh đề thứ hai Uh, đó look look thì ý của nó có nghĩa là kiểu như rình dập xong rồi chỉ chờ ai đó đi đến rồi mình lao ra đấy nó sẽ có sắc thái như vậy nhé chờ con mồi đến sau đó rồi lao ra nó đang ở một cái trạng thái mà nó gọi là by the time by the time đây là một cái collocation rất là hay ý của nó có nghĩa là chờ đợi thời cơ đợi by somebody's time tức là chờ đợi thời cơ đấy tôi bảo rằng là tôi đang biding my time thì đó là đang chờ thời cơ của tôi chờ thời chờ thời don't complain this means we're finished palmistry đừng có phiền đừng có gọi là phàn nàn đừng có phàn nàn điều này nó có nghĩa rằng là chúng ta đã hoàn thành cái bộ môn xem chỉ tay palm gọi là palmistry đúng không thì thực tế từ palm nó là cái lòng bàn tay rồi để vào palmistry tức là nghệ thuật xem chỉ tay. Harry murder back. Harry thì thầm ngược trở lại với lại Ron. I was getting sick of her flinching every time she looked at my hands. Tớ bắt đầu thấy ớn. Tớ bắt đầu thấy ớn về cái việc mà bà ấy bà ấy, bà ấy co người lại, bà ấy co rúm người lại mỗi lần mà bà ấy nhìn vào tay của tớ đấy tớ bắt đầu gọi là thấy ớn cái việc đấy rồi cái từ flinch này này nó có nghĩa là kiểu ai đó chuẩn bị giơ tay ra đấm mình hay xong rồi mình co rúm người lại mình 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 che chắn thì đấy nó gọi là flinch à, rồi kiểu như là như như một cái kẻ nhát gan này nó sợ bị đánh à, xong rồi rúm người lại nhá thì nó gọi là flinch good day to you um, ngày mới vui vẻ đúng không ý của nó có nghĩa là kiểu chúc chúc mọi người ngày mới vui vẻ đúng rồi từ flinch dịch hơi khó bởi vì nó là một cái action à mọi người phân biệt từ từ action với từ act với từ activity không đấy, phòng khi <laughs> để trung học phổ thông lại cho cái câu đây action act với activity đấy thì cái từ flinch nó là action nó nó là action nó là một nó gọi là hành động nha yeah, còn act thì nó hành vi còn activity là hoạt động nó khác nhau thì uh, đấy nó có nghĩa là kiểu mình phải co người lại xong rồi mình phải gọi là có một cái sự nó đang phòng vệ cơ thì đấy nó gọi gọi là flinch nha yeah, nó mới gọi là flinch đầy đủ ý nghĩa của nó set the familiar Miss voice and professor Trelawney made her usual dramatic entrance out of the shadows chúc các em ngày vui vẻ này thì một cái giọng nói nó quen thuộc và nó đầy sự mơ hồ nó vang lên và sau đó giáo sư Trilony um, thực hiện cái <laughs> thực hiện cái cái sự xuất hiện dịch rất là khó cái quả này á à, bởi vì cái dramatic engines đó là kiểu như mình mình xuất hiện một cách nó vô cùng là gây ấn tượng cho người khác ấy. đấy thì nó gọi là dramatic engines giống như kiểu mình phải ra vẻ đúng không? Mình phải ra vẻ là đấy, mình xuất hiện xong rồi có khói xung quanh, xong rồi là mặt nó phải ngầu ấy thì đấy nó gọi là dramatic entrance Và usual thì tức là thường lệ. Đúng rồi, một sự xuất hiện hoành tráng. <laughs> Hợp lý đúng không? Out of the shadows tức là bài hiện hình ra từ trong bóng tối. Shadows. Poverty and Lavender quivered with excitement. Hai cái con bé này thì nó run lên bần bật với lại cái sự hứng thú tức là đây là fan cuồng đúng không? bọn nó worship cái bà bà dạy cái môn chiêm tinh. Their faces lit by the milky glow of their crystal ball. Cái khuôn mặt của họ, cả hai cả hai con bé nhá, thì nó được sáng lên, nó được thắp sáng lên bởi cái ánh sáng mờ ảo đục sữa, ánh sáng mờ ảo màu sữa đục của cái quả bóng pha lê của họ đó là cái quả bóng pha lê đúng không? nó thắp sáng cái khuôn mặt của hai con bé lên. Đấy, milky thì thực tế ra ấy, nó có nghĩa là có tính chất của sữa, tức là có thể là béo hoặc là có thể là cái màu nó đục đục, cái thì nó gọi là Milky. Yeah, milky, glow thì nói mình vừa nãy có giải nghĩa rồi, đó là cái ánh sáng mà nó cứ ở một cái mức độ vừa phải đúng không? xong rồi nó lại chìm, sau đó lại tăng lại cái mức độ vừa phải. đấy, không thực tế tìm tiếng việt nó hơi khó kiểu ánh ánh sáng nó nó mờ ảo ấy đấy nó không có rõ ràng một cái gam màu nhé nó không rõ ràng một cái mức độ sáng mà nó cứ lên xong rồi nó lại xuống nó lên xong nó lại xuống nó ửng lên ấy rồi tiếp theo này I have decided to introduce the crystal ball a little earlier than I had planned tôi đã quyết định giới thiệu những cái quả bóng pha lê Um, một cái khoảng thời gian sớm hơn là tôi đã dự định. Said Professor Trelawney, sitting herself with her back to the fire and gazing around, thì bà giáo sư này, bà ấy nói, sau đó bà, ấy, bà ấy an tọa bản thân bà ấy, tức là bà ấy ngồi xuống nhá, bà ấy ngồi xuống uh, với cái lưng của bà ấy quay lại cái lò sưởi và sau đó thì bà ấy nhìn xung quanh, nhìn ở đây không phải là nhìn theo cái kiểu là bình thường. Cái từ gaze thì nó phải có sắc thái Tức là nhìn một cách nó hơi vô định một tí Đấy thì nó mới là gaze Đó, nó, nó mới là gaze Đấy nó hơi vô định Nó hơi kiểu như là mình bị bị quấn vào cái thứ đấy quá Thì nó gọi là gaze Gaze đấy, Chứ không phải là bằng cái từ, từ look Nó sẽ khác nhau nhé Looking around nó sẽ khác Gazing around Rồi Seat thì uh, danh từ đó là ghế Còn là dạng động từ tức là ngồi xuống thôi Uh, the fates have informed me that your examination in June will concern the op. <laughs> bà này bà đưa ra bài kiểm tra xong rồi bà lại còn màu mè đến cái mức mà định mệnh này đã thông báo với tôi rằng là cái bài kiểm tra vào tháng 6 của các cô các cậu sẽ liên quan tới cái op. Bà ấy là người ra đề mà <laughs> nhưng mà bà bà lại cứ phải định mệnh như thế này cơ. Information là thông tin và inform tức là thông báo Nhé, báo với tôi đấy examination đó là cái bài kiểm tra rồi nó là cái từ viết dài hơn rồi exam mà concern thì danh từ nó là cái quan ngại còn ở dạng động từ tức là nó liên quan tới đấy concern something tức là liên quan tới từ đó and I am uh, and I am anxious to give you a à, <laughs> Kaido Kid lại nói về Kaido Kid năm nay tạch rồi đúng không năm nay <laughs> hẹ đôi cạch à, tạch cái từ tạch trong uh, tiếng anh ấy, nó là từ flunk từ flunk tạch ở đây là tạch exam nhá tạch một cái bài kiểm tra hoặc là đánh trượt một ai đó thì đấy nó gọi là flunk uh, give you sufficient practice <cười> <cười> uh, vào thầy thầy xin, chuyên dạy IELTS xong hỏi học ở đâu uy tín Ê, thì bạn ấy không biết hoặc là bạn ấy là một sider của bên khác Alright rồi Give you này, um, tôi vô cùng là sốt sắng, tôi vô cùng là kiểu như đang đang bồn chồn là muốn cho các cô các cậu đầy đủ những cái thời gian để mà luyện tập. Sufficient là bằng từ enough nhưng mà đây là một cái từ cao hơn đó. Practice ở đây là luyện tập rồi đúng không? Harmony snorted. Đấy, con con bé này nó nó làm sao nhở? Nó khịt mũi một cái nhau khịt mũi một cái đấy snort bởi vì con này nó <laughs> con này nó 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 không tin vào cái môn chiêm tinh đấy nó không tin vào dự đoán tương lai vớ vẩn tưởng đúng không năm nay nó sai mà ờ, năm nay nó nói về cái gì nhỉ người lái đò sông đà nhưng mà thực tế ra nó lại là vợ nhặt đây <laughs> vợ nhặt thì ý của nó nếu mà trong tiếng anh đúng không giả sử bây giờ nhặt thì nó là pick up À, nhưng mà nó sẽ không đúng ngữ cảnh đâu Chẳng qua là mình dịch vui vui đúng không Thì ý của nó có nghĩa là Pick up Pick up wife đây Nhưng mà thực tế ra ấy, nó phải là một cái người vợ Mà nó đi lạc Sau đó ông kia ông bắt về để mà làm vợ cho mình ấy. Thì nó phải là a stray A stray wife Đấy Ừ Ô thế à Ủa, thế à à vậy thì tức là kiểu như mọi người đang 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 đang, đang... tức là nó đoán đúng à kinh vậy đấy thánh đoán đúng không à, uh, alright, rồi ừ. ok tiếp theo này Hermione snorted Bạn bé Hermione nó khịt mũi một cái nhá well honestly the face have informed her ui rồi nói thật ấy cái gì định mệnh đã thông báo cho bà ấy who sets the exam she does Ai là người đặt ra cái bài thi? Bà ấy chứ ai? Uh, who sets the exam đúng không? Tức là ai là người đặt ra cái bài thi này? Bà ấy chứ ai này? What an What an uh, What an amazing prediction! Quả là một cái sự dự báo đáng ngạc nhiên. Đấy, she said, not troubling to keep her voice low. Không hề gặp rắc rối, không hề gọi là um, khó khăn trong cái việc giữ cho cái giọng nói của mình nó lọ, nó nó nhỏ lại đấy tức là con bé này nói rất là to, sẵn sàng nói to luôn, đấy, Chứ không hề gọi là uh, keep face cho bà kia, không hề kiểu như giữ giữ thể diện cho bà kia. It was hard to tell whether Professor Trioni had heard them, as her face was hidden, as her face was hidden in shadow. She continued, however, as though she had not. rất là khó để mà nhận biết xem xem là cái bà này ấy bà ấy có nghe thấy họ nói gì hay không? cái từ weather nó giống như kiểu là weather cái đấy xảy ra or not có hay không? còn từ tell nhá nó không phải là nói nó là recognize nó là nhận diện á nhận ra được cái điều đấy ừ. nhận ra xem là bà ấy này bà ấy có hay không nghe được cái lời mà họ nói bởi vì bởi vì cái khuôn mặt của bà ấy thì nó được che giấu trong bóng tối, tức là biểu bà đang ngồi ở trong cái góc tối được không? Bà đang ngồi ở trong cái góc như ám ảnh kinh hoàng. Uh, she continued, bà ấy tiếp tục nói. Dẫu thế bà ấy, tuy nhiên bà ấy tiếp tục nói này, như thể là bà ấy không nghe thấy. Crystal gazing uh, is a particularly refined art. Cái món nó gọi là nhìn vào cái quả cầu pha lê thì Ờ, nó là một cái bộ môn khoa học nó là một cái bộ môn nghệ thuật nó hoàn mỹ đấy là chúng ta có thể hiểu đại khái refine tức là à nó phải nó phải tác động đi tác động lại đến khi nào mà nó tuyệt vời nhất ấy. thì nó gọi là refine đấy thì mình thường mình hiểu đơn thuần tức là à khiến cho cái đấy nó trở thành hoàn mỹ đấy refine ở đây là như thế à, nhưng mà refinery thì nó lại là nhà máy lọc dầu ở đấy tức là kiểu lọc đến khi nào cái dầu đấy nó nó sử dụng được đó thì cứ từ refine ở đây nhá cứ hiểu là nó gọt đẽo này rồi là nó mài rũa đến khi nào nó trở thành cái trạng thái perfect rồi right. còn crystal gazing thì đó là nhìn chăm chăm vào cái quả cầu pha lê rồi crystal math <laughs> uh, thì nó lại khác crystal math crystal cooking dạo này mình xem mình nghiện cái bộ phim Breaking Bad thì cho nên là 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 các cái các cái reference mà mình trích dẫn ấy nó đều liên quan đến cái, cái bộ phim đấy. Uh, tiếp theo này, she said dreamily. bài ấy nói một cái giọng nó đầy mơ mộng. yeah dreamy, dreamy thì tức là à nói về một cái trạng thái tính từ của từ dream, giấc mơ đúng không? Thì uh, uh, cái giọng bá ấy mộng mơ. Uh, rồi dream ví dụ tôi là một cái người dreamy girl tức là tôi là một cô cô, cô gái hay mơ mộng. À, kiểu hết in the clouds rồi right, đúng không? Thì ý của nó có như là mơ mộng. Rồi, I do not expect any of you to see when first uh to, Hả? À, to see when first you peer into the op's infinite depths uh, infinite depths. Thì ở đây nhá, tôi không có kỳ vọng bất cứ ai trong các cô các cậu nhìn có thể nhìn được khi mà lần đầu tiên các cô các cậu nhìn vào, nhìn chằm chằm vào trong cái um, gọi là các cái um, các cái độ sâu vô hạn của cái quả cầu pha lê. Đấy bởi vì từ depth ở đây đúng không? Thì từ depth nó là cái uh, depth nó là cái, cái 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 danh từ của từ deep. Ấy. Uh, deep là sâu và đây là cái độ sâu infinite thì nó có nghĩa là kiểu không có cái um, giới hạn nha. Còn nếu mà phủ định của nó ấy thì đó là finite. Finite thì nó lại là à tới một mức độ, đúng không? Tới một mức độ nhất định còn infinite thì nó lại không có mức độ. Còn từ peer này, câu này đọc hơi khó, câu này peer thì danh từ nó là bạn bạn cùng trang lứa, nhưng ở dạng động từ tức là à mình nhìn vào. Đấy, mình đang gọi là trố mắt nhìn vào cái chỗ đó thì nó gọi là peer, the peer. Đấy, đây là động từ nhá. We shall uh, we shall start by practicing relaxing the conscious mind and external eyes. Chúng ta sẽ bắt đầu bởi cái việc đó là luyện tập luyện tập thả lỏng. Thả lỏng. Thả lỏng cái tâm trí nhận thức và um, cái con mắt bên ngoài, tức là cái con mắt nó gọi là kiểu như ngoại ngoại vi ô đúng rồi con mắt ngoại vi hợp hợp lý quá dịch ra trong tiếng việt ngoại vi nha ngoại vi thì ở đây chúng ta sẽ có practicing doing something đấy practice doing something luyện tập làm cái việc gì đó relax ở đây nó không phải là nghỉ ngơi nó có nghĩa là kiểu giãn ra giãn cái tâm trí ra không có nghĩ ngợi lung tung không có gọi là căng não nữa the conscious conscious thì đó nó nói về cái mức độ nhận thức mình vẫn còn nhận nhìn nhận được vấn đề, mình vẫn còn đang để ý được nó xung quanh chúng ta thì nó gọi là conscious, right. Um, unconscious thì đó là kiểu phủ định thôi, tức là kiểu như bị bất tỉnh. Bất tỉnh nha, yeah. unconscious. Còn subconscious. Đấy, nó lại khác nhau, sắp đó là cái trạng thái phía dưới. sắp đó là trạng thái phía dưới và nó có nghĩa là kiểu như là uh, dưới cái mức tiềm thức nó đi giống kiểu bản năng ấy. mình nhìn nhận ra uh, nhưng mà nó bản thân mình lại không 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 nắm được cái việc đấy sao, sao, tự nhiên từ ngữ mình tú nhỉ đây nhá sắp đó là phía dưới cứ cái thứ gì mà nó gọi là sub thì tức là ở phía dưới của nó subway đường điện ngầm được không sắp uh, standard ấy thì nó có nghĩa là kiểu như ở phía dưới tiêu chuẩn không có đủ tiêu chuẩn uh, thế thì subconscious tức là dưới nhận thức tức là trên bề mặt thì mình không có nhận ra đâu nhưng mà thực tế ra là nó đã tốc nó đã tác động vào cái mindset của mình rồi đấy thì nó gọi là subconscious ừ. tiếng việt thực tế ra tìm cái từ đấy đi. ngang bằng nó khó lắm subconscious là gì trong tiếng việt thực tế mình cũng không giải thích được uh, external eyes external eyes thì đấy là con mắt ngoại vi nha. tức là cái con mắt thường của chúng ta ấy đấy để mà có thể gọi là cái con mắt bên trong đúng không cái nội nhãn nó trở nên sắc sảo hơn Ron began to snigger uncontrollably and had had to stuff oh no and had to stuff his fist in his mouth to stifle the noise Ron bắt đầu cười khúc khích một cách không thể nào kiểm soát được và phải nhét cái nắm đấm bàn tay của cậu ấy vào trong miệng để mà ngăn chặn để mà bít cái cái âm thanh lại để mà biết cái âm thanh cái tiếng cười của cậu ấy lại nhé. Ừ. Mới thi xong, ok. Thế thì thi xong có làm được không? Có làm được. Và bây giờ làm được hay không thì 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 nói nói chuyện làm gì đúng không? Giờ cứ chơi đi, cứ thoải mái đi, xóa đi. Kết quả tính sau. Uh, có uh, tốt. Ừ, tốt. Sneak Snigger nhá. Snigger nó gọi là cười khúc khích. Và đây cười khúc khích một cách không thể nào kiểm soát này. Stuff Danh từ nó là đồ vật nói chung Còn dạng động từ tức là nó nhét vào đó, nó nhét vào ừ, Thế thì chắc là em sẽ Gọi là vượt qua cái bài thi Với Flying Colors Đó, tức là kiểu em Có một cái kết quả rất là cao đó. Đấy, rồi, khi mà chúng ta làm vượt qua cái bài thi Hoặc là chúng ta uh, Thắng được cái bài thi đúng không Với Flying Colors Thì nó có kiểu như với kết quả Rất là cao, thắng lợi trở về ấy. Bởi vì nó dựa trên cái uh, cái um, bối cảnh ngày xưa Tức là người ta đi buôn, người ta đi thuyền Khi mà người ta trở về để mà báo hiệu rằng Đấy là một cái cuộc đi buôn thành công đó, Thì người ta răng lên cái con thuyền của người ta Rất là nhiều các lá cờ đầy đủ màu sắc Và nó phấp phới trong gió Đấy thì khi mà cái người ở bến cảng Người ta nhìn thấy những cái lá cờ như vậy Thì người ta biết rằng À mẻ này thắng lớn Đó mẻ này thắng lớn uh, bội thu Đấy thì bây giờ cái, cái bối cảnh nó chỉ có dùng cho bài thi thôi Tức là mình vượt qua cái bài thi đấy với kết quả rất là mỹ mãn Đấy thì giải thích theo cái thành ngữ nó là như vậy Tiếp theo này Stuff his fist Tức là nhét cái nắm đấm của cậu ấy vào trong mồm nhá Để mà stifle thì đấy là cái từ bóp cổ Nhưng mà nó còn có nghĩa là kiểu bít lại ép lại để cho nó không thoát ra được Đó vậy thì đấy là hãm cái âm thanh Hãm cái tiếng ồn, cái tiếng cười của cậu ấy lại này So as to clear the so as to clear the inner eye and the super conscious à để mà có thể làm chống để để mà có thể um, gọi là cái gì được nhỉ um, uh, làm chống đúng không làm chống cái con mắt nội nhãn thực tế từ clear nó gọi là dọn sạch ấy đấy để cho nó chống để cho nó thoáng ra. Nhưng mà mình không có tìm được tiếng Việt ở đây là nó nó nên làm gì với cái con mắt. Đó, nói chung là kiểu dẹp dẹp bỏ để cho nó thoáng hết ra nhá. And the super conscious thì conscious là liên quan đến nhận thức này. Super đúng không? Vậy thì nó là đỉnh thức. Hợp lý quá nha, đỉnh thức. Đỉnh thức. À điện thoại bị nghiêng rồi okay. <laughs> kìa. Đỉnh thức. Okay, super conscious ý của nó coi là cái trạng thái cao nhất của tiềm thức rồi đúng không? Perhaps này, if we are lucky, some of you will see before the end of the class. Khai mở, uh, khai mở con mắt nội nhãn, không phải là để để làm rõ đúng không? Để làm rõ cái con mắt ngộ, nội nhãn. Cái từ so as to mà người có hiểu là nó bằng in order to đấy để làm gì nói về tính chất mục đích của nó. Rồi nó nhấn mạnh cái từ see này có nghĩa là nhìn thấy không phải là nhìn thấy bình thường mà đây là nhìn thấy những cái những cái, cái 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 gọi là bất thường đúng không and so they began và à cứ như thế thì họ bắt đầu cái tiết học này harry at least felt extremely foolish staring blankly at blankly at the crystal ball ít nhất là harry uh, không harry ít nhất cảm thấy vô cùng là ngu ngốc nhìn một cách nhìn một cách nó chống không vào trong cái quả bóng pha lê cố gắng để mà giữ cho tâm trí của mình em thì tức là hiểu? giữ cho tâm trí của mình không có vướng bận bất cứ một cái thứ gì when thoughts such as uh, this is stupid kept drifting uh, từ từ kept drifting across it cố gắng để mà giữ cho tâm trí của mình nó chống rỗng Đấy, khi mà những cái suy nghĩ ví dụ như là cái điều này là ngu ngốc này. Đấy, nó cứ thế nó đi ngang qua tâm trí của cậu ấy. À, để cho Cái từ drift ở đây thì chúng ta nên hiểu đó là đóng cua. Nhưng mà suy nghĩ thì làm sao mà nó đóng cua qua đầu được? Nó phải là à trôi ngang qua đúng không? Nó cứ chạy ngang qua đầu của cậu ấy. Đấy, drifting across it nha, yeah. drifting, drifting across it. Uh it didn't help that It didn't help that Ron kept breaking into silent giggles and Hermione kept tutting. Uh, cái việc đấy thì nó không có giúp tức là tình thế thì nó không giúp đỡ được cái điều gì rằng là Ron ấy cứ cứ phá lên những cái tiếng cười khúc khích và con bé Hermione thì nó cứ đấy nó cứ nó giống như kiểu là thôi 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 đấy kiểu thế cái từ thút thút ở đây nó là như vậy nhá nó giống như kiểu kêu tu tu ấy Chúng ta nên hiểu là kêu tu tu nhưng mà nó Đấy kiểu thế thôi thôi Cái món này là cái món bullshit đúng không It's full of BS Không có cái gì khác ngoài BS cả um, Giggle thì đó là cái tiếng cười khúc khích Và breaking into silent giggles Cười khúc khích nhưng mà phải cố nén lại cơ Phải cố gắng giữ cho cái âm thanh nó không có vang lên à, Còn đây nha con bé này nó thôi Mình không biết tìm tiếng Việt Đố mọi người tìm được cái từ tiếng Việt ở đây Kiểu thế Tặc lưỡi thì nó không phải cơ Khó đúng không? Dịch từ này hơi khó Từ từ xem là nó nó nó, nó dịch cái kiểu quái gì nhá Youtube nó, dịch, nó dịch cái kiểu mất dạy không? Youtube Youtube là cái gì? Đúng chịu luôn đúng không? Nói chung là nó là kiểu thế đấy À, chúng ta nên hiểu uh, hình dung ngữ cảnh Bluetooth nên chịu luôn ạ Seen anything yet? Cậu đã nhìn thấy cái gì chưa? Harry asked them After a quarter of an hour's quiet crystal gazing Harry hỏi họ nhá Sau Sau, sau uh, Một phần tư của một tiếng Tức là sau 15 phút Lặng lẽ nhìn vào chằm chằm Cái quả cầu pha lê à, Cái này nó kể về a quarter đúng không? 15 phút này và đây là cái 15 phút khi mà nhìn chằm chằm vào nó một cách im lặng. À, yeah, there's a burn on this table. Ở ờ, có, đó là có một cái vết cháy xém. Có một cái vết cháy xém này trên cái bàn này. Set Ron pointing. Someone spilled the candle. Ai đó đã um, để 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 gọi là để trào ra cái sáp nến của mình rồi. Tức là đánh đổ nhá cái ngọn nến của mình á. Cái từ spill ở đây thì thực tế ra nó gọi là kiểu làm cho nó đổ ra Chỉ có nói về cái trạng thái có chất lỏng Có chất lỏng ở đấy thì nó mới spill được Đấy chưa? Nhưng mà candle thì nó có cái sáp nến này Khi mà nó cháy thì nó ở dạng lỏng Và đấy ý của nó có nghĩa đổ ra Đổ ra Spill, spill the beans Cũng là một cái thành ngữ hay Nó gọi là tiết lộ cái bí mật Nói ra những cái điều mà mình biết đó Bí mật đó Spill the beans đó, Spill the beans lag à. Mọi người thấy lag không? Đấy. có thể là do mạng của bạn hoặc là Ủa, cũng có thể là mạng bên mình. Cái điện thoại nó đang pin yếu thế cho nên nó đang chạy bằng những cái sức lực cuối cùng của nó. <laughs> uh, this is such this is such a, a waste of time. Đây quả là một cái sự lãng phí thời gian này. Harmony Hist, con bé này nó nó nói thầm như vậy. Uh, nó nhá nói thầm như thế. Từ his ý nghĩa của nó là vậy đó. I could be practicing something useful. I could be catching up on cheering charms. Đây là một cái sự lãng phí thời gian tớ có thể đang uh, có thể đã đang luyện tập một thứ gì đó có ích rồi. Tớ có thể đang uh, catching up tức là kiểu đang bắt kịp với lại cái môn uh, bùa chú vui vẻ. Đó là cái bùa chú vui vẻ. Professor Trelawney Russell Pass. Bà này thì bà ấy gọi là xào sạc bá đi qua bởi vì từ Russell ấy ý của nó có nghĩa là kiểu nói về một cái bụi rậm khi mà có một cái con vật gì ở trong ở trong đấy đấy nó khiến cho các cái cành lá đúng không nó sột soạt thì đấy nó gọi là Russell ngoài ra ở dạng động từ thì tức là mình khiến cho một thứ gì nó đang nó đang bình phẳng nó đang bằng phẳng và nó đang tĩnh tự nhiên nó trở nên rối bời đấy thì khi mà cái mái tóc ấy, à, mái tóc của ông uh, uh, donald trump uh, Uh, thường là nó được vuốt mượt mà đúng không nhưng mà các cái mc khi mà phỏng vấn ông ấy ai cũng muốn rớt cái mái tóc của ông ấy khiến cho nó dấu hết cả lên <laughs> bởi vì thực tế để, để, để giống như là tóc giả đấy Russell nhá nó là vậy would anyone like me to help them interpret the shadowy potent within within their op bắt đầu khô miệng nữa đó. hôm nay nói hơi nhiều có ai muốn có ai ở đây muốn Uh, muốn tôi giúp họ giải nghĩa uh, những cái po từ từ những cái 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 shadowy portents sao lại portents nhỉ portents shadowy nhá thì tức là tính từ của từ shadow tức là kiểu nó có cái cái tính chất tối ở đấy đó nó có cái góc tối nó bị che khuất còn portents sao, 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 sao nó hơi kỳ cục nhỉ từ từ portents mình cũng đang không có rõ từ này lắm nó là cái quái gì ấy Porton. cũng không rõ lắm nó là cái từ gì nhá nói chung chắc là ý của nó là contents được không contents within the orb tức là cái nội dung ở bên trong cái orb của nó interpret thì đó là giải nghĩa nó không phải là dịch đây dịch là translate nhưng mà interpret đó là giải nghĩa chính là cái việc mà mình đang làm này interpret chứ không phải là translate Translate là nó dịch Đó Còn đây là nó luận nghĩa Tiếp theo là She murmured over the clinking of her bangles à, Bà này Thì bà ấy nói thì thầm Qua cái tiếng Tinh tinh Cái tiếng uh, len keng Của những cái vòng tay của bà ấy Đấy Cái bangles ở đây Chúng ta có thể là cái, cái lắc tay ấy. Đó Cái clinking Tức là cái tiếng kim loại Nhất là Nhất là trang sức Khi mà nó đập với nhau I don't need help Ron whispered It's obvious what this means. What this means. Tớ không có cần sự giúp đỡ. Ron thì thầm như thế. Nó rõ ràng cái điều mà thứ này nó đang mang ý nghĩa là cái gì? Đấy, tức là cái ý nghĩa của cái thứ mà Ron đang nhìn vào đúng không? Nó rõ ràng này. There's going to be loads of fog tonight. Sẽ có rất nhiều sương mù vào tối nay. Fog, fog là sương mù à? Fog là sương mù. Loads of thì nó bằng a lot of. Nó bằng từ a lot được, rất nhiều Both Harry and Hermione burst out laughing Cả hai cái người bạn Harry và Hermione này Thì phá lên cười Phá lên cười Now really Said Professor Triloni, uh, Triloni As everyone's head turned in their direction uh, Ý của nó là như thế nào nhỉ Now really Now. Thật đấy á uh, Ý của nó là đây là một cái giọng châm biếm nó giống như ở tay bà ấy, hai cái tay của bà ấy đang chống nạng ấy xong rồi bà ấy. Really? Đấy xong rồi một cái giọng mà nó đang 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 hơi hơi uh, bất mãn ấy. Đấy, really. À, ý của nó là, là 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 đang 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 chế chế rượu nhá. Now, really? Đấy ý của nó là vậy. À, khi mà tất cả cái đầu của mọi người này đều quay về cái hướng của của họ, tức là hướng của Harry, Ron với lại Hermione. Ấy, bởi vì bọn này nó vừa phá lên cười mà. Poverty and Lavender were looking scandalized. Hai cái con bé này nhá thì nhìn cái vẻ mặt của nó vô cùng là um. vô cùng là khó tin. Đó chúng ta nên hiểu là khó tin bởi vì scandal tức là kiểu như một cái cái chấn động đó scandal là một cái chấn động thường là à đến từ cái người nổi tiếng mà mình follow từ lâu. Thế thì scandalized nó giống kiểu khiến cho ai đó có một cái cảm giác là cái việc đấy nó vô cùng chấn động ấy. Đấy thì scandalized nó là vậy ở dạng động từ. Thế thì đây nếu mà nhìn cái vẻ mặt nó scandalized tức là nhìn bọn này nó giống kiểu ôi vừa nghe được một cái scandal gì đó đúng không? Không thể nào tin được vào mắt mình, không thể nào gọi là tin rằng cái đấy là sự thật. Scandalized. Bởi vì sao? Bởi vì Harry với Hermione ấy, nó đang khinh thường cái tầm quan trọng cái bộ môn này. Mà bọn này, hai cái đứa con gái này nó lại vô cùng là sùng bái cái môn đấy. Thế cho nên bây giờ, ôi sao mày có thể như thế được nhỉ? Đó đúng không? Ý của nó là như vậy, scandalized. Cho nên thực tế mình không biết nên tìm tiếng Việt như thế nào cho nó hợp lý đâu. You are disturbing the clairvoyant vibrators. No, vibrations. Cậu các cậu các cô các cậu này rõ ràng là đang phá bĩnh. Uhm... Phá bĩnh. Vibrations thì đó là cái sự rung rồi. Nhá cái sự rung bởi vì uh, vibrator tức là một cái máy rung. Đấy và vibrate chính là cái từ rung luôn. Đây là cái sự rung à nó gọi là rung cảm. Đó, sự rung cảm này clairvoyant mình đoán thôi nhá, đó là nó liên quan đến cái uh, cái sự trong suốt của tâm trí đấy bởi vì clarity clarity chính là một cái từ nó gọi là độ độ rõ độ trong thế thì mình đoán vậy thôi còn clairvoyant đây từ từ check lại nha um, clairvoyant ui ôi nó là đây này đó là cái clairvoyant nó có nghĩa là kiểu người có khả năng giả định nhìn thấy những sự kiện trong tương lai hoặc là ngoài tầm mắt được chưa thì đấy nói chung là kiểu như bà đồng ờ bà đồng nhá bà đồng thế thì đây ý của nó có nghĩa là những cái sự thấu cảm những cái sự dung cảm liên quan đến điểm báo trong tương lai she approached their table and peered into their crystal ball harry felt his heart sinking he was sure he knew what was coming bà 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 Trilony bà dạy môn chiêm tinh ấy bà giáo bà, bà giáo viên ấy, thì bà ấy đi đến cái bàn của họ và sau đó thì bà ấy liếc nhìn vào trong cái quả cầu pha lê của họ này Harry cảm thấy tim của cậu ấy đang thoát lại cái từ sink thì đúng ra nó là chìm nói về cái trạng thái cái con tàu nó chìm xuống nhưng mà nếu mà hot mà sinking ấy, thì đó là kiểu tim nhá nó thoát lại thoát tim cậu ấy chắc chắn rằng cậu ấy biết cái điều gì nó sắp đến there's something here professor Trelawney whispered lowering her face to the ball so that it would so that it was reflected twice in her huge glasses. Uh, có một thứ gì đó ở đây này. Giáo sư Trilony thì thầm. Bái cúi, bái gọi là kiểu như uh, cúi đầu của bà ấy xuống gần với lại cái quả bóng. Bởi vì low thì đó là thấp và lower tức là cái hành động hạ thấp. Hạ thấp cái đầu xuống. So that. Đấy, hạ thấp cái đầu xuống để mà này, cái quả bóng nó được phản chiếu hai lần trong cái cặp kính khổng lồ của bà ấy. Tức là nó có hai cái quả bóng trong hai cái mắt kính đó, Reflect Thì tức là phản chiếu đó, Reflect đó là phản chiếu uh, Sink danh từ nó là bồn rửa mặt Chính xác Nó còn là bồn rửa bát nữa cơ đó, Tức là cái bồn khi mà chúng ta đặt Bát đĩa vào trong đó, đó Cái sink đó, Cái sink nó là như vậy ừ, Đến đâu rồi Reflect Thì thực tế ra nếu mà gọi là self reflection tức là những cái sự mà nó nhìn nhận bản thân self-reflection đó, đấy nó giống kiểu nhìn nhìn nhận lại quá khứ, nhìn nhận lại bản thân mình. Reticence đó là cái sự mà nó gọi là hơi do dự khi mà nói về một cái điều gì đó. thì thường nó gọi là reticence about the past về quá khứ. những cái từ nó liên quan quá khứ, tự nhiên mình có thể bật ra được một một đống từ dwell on the past, tức là kiểu mình cứ sống mãi với quá khứ này, cứ bị 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 bị, bị disturbed bởi nói. xong rồi là harbor 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 thì đó là cái bến cảng như là dạng động từ tức là cứ chất chứa trong lòng thường là một cái cảm xúc tiêu cực rồi là từ gì nữa nhỉ à từ scar danh từ là vết sẹo nhưng mà nếu mà bị scar như thế này tức là à, có một cái vết thương lòng tức là à, nó liên quan hầu hết đến nội tâm để cho những từ như thế chủ đề á uh, something moving what was it à thứ gì đó nó đang di chuyển nhưng nó là cái gì à nó là cái gì này? Harry was pe uh, Harry was prepared to bet everything he owned, including his fireball, that it wasn't a good it wasn't good news, whatever it was. And sure enough, Harry sẵn sàng là cá cá cược bất cứ thứ gì cậu ấy ôn tất cả những thứ gì cậu ấy ôn tức là cậu ấy sở hữu bao gồm cả cái chổi cái chổi fireball của cậu ấy cái chổi tia chớp lửa của cậu ấy nhé rằng nó không phải là một tin tốt Không phải là tin tốt Dù cho nó là gì đi nữa à, Em Quả là như vậy Cái từ sure enough ở đây là kiểu như quả là như vậy này My dear Professor Triloni um, Con ơi Giáo sư Trelawney bái nói thầm Nhắc Cái từ breathe ở đây ấy, thì Đó là hơi thở đúng không Nhưng mà khi nó nói Cái giọng mà nó kiểu như vừa nói vừa thở Thì đấy nó gọi là từ breathe như thế này đã. nó nó liên quan đến lời nói mà đấy, bà ấy nói thầm nhá bà ấy nói thầm nói theo hơi thở ấy. <laughs> kiểu thế thở hồn hển á gazing up at Harry it is here plainer than ever before my dear stalking towards you growing ever closer the uh, the, 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 cái gì gì đó này thì bà ấy nói thầm nhá, bà ấy nói hồn hển này, bà ấy nhìn lên chằm chằm vào phía của Harry, Um, chắc là do anh mới đổi cái vị trí, ấy. Đấy, đổi vị trí, bởi vì hôm qua không 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 like, ừ, hôm nay thay đổi vị trí, thế cho nên là cái 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 reach của nó, ấy, chắc là nó nó giảm xuống. nào it is here nó đây rồi, rõ ràng hơn bất cứ một cái lúc nào trước đây, nó rõ ràng hơn bất cứ thời điểm nào trước đây nhé. cái từ plain plain đó là kiểu như không có thứ gì che đậy không có thứ gì trang trí thêm mọi thứ nó chỉ là một cái bức tường Được. mọi thứ nó kiểu đơn sơ ấy. đấy đấy là ý nghĩa đầu tiên của nó đơn sơ ý nghĩa thứ hai là rõ ràng nhá không có cái thứ gì che trước mắt của mình đấy mình nhìn nó như là mười mươi đấy thì plain plainer than ever before con ơi <laughs> con ơi <laughs> con ơi à, đang uh đang đi nó đã gọi là như thế nào nhỉ? đang cái từ stock này này từ stock này thì nó có nhiều nghĩa lắm nhưng mà nói về hành động nhá khi mà nói về sự di chuyển đấy thì nó nghĩa là nó đang dần dần từng bước nó bước đến ai đó đấy thì nó gọi là stalk giống kiểu như một cái kẻ creepy ấy, nó đi nó stalk mình ấy. được mọi người hiểu cái từ stalk stalker mà? đó là người rình dập xong rồi cứ vào uh, profile của mình để mà theo dõi ấy. để stock stock nhất là kiểu như đấy là crush của mình ấy. mình mình vào mình stock suốt ngày rồi thì đây stalking towards you nhá thì tức là à dần dần đi từng bước từng bước rón rén uh, đi lại gần phía chúng ta đấy càng ngày nó càng gần hơn này đó chính là cái con gr uh, chắc là cái điểm báo tử chăng Oh for goodness sake. Ôi, thôi, um, ý của nó có nghĩa là kiểu vì phước lành set Hermione loudly, not that ridiculous grim again. Thôi nào vì phước vì phước lành này. Con bé Hermione nói rất là to nhá, không phải là cái điềm báo tử là cái con cái cái grim này này chính là cái uh, con chó đen, nghe gọi là chó mực. Không phải là con chó mực. Uh, Lố bịch một lần nữa đấy chứ đó đây là cái câu hỏi của nó không phải là con chó mực ngớ ngẩn một lần nữa đấy chứ đấy ridiculous thì nó coi là nực cười là ngớ ngẩn này và grim chỉ là con chó mực nha professor Trelawney raised her raised her uh, raised her enormous eyes uh, to Hermione's face chắc là thôi nhá mình đọc đến uh, chỗ này thôi đấy môi nó bị chát hết rồi nó bị nẻ hết rồi <laughs> khô giáo sư Trelawney này thì dơ cái con dơ cái con mắt của bà ấy dơ cái con mắt rất là to lớn của bà ấy không gọi là nhướn nhướn cái con mắt to lớn của bà ấy lên để mà nhìn vào mặt của Hermione cái từ raise nha tức là gia tăng đúng không nhưng mà đây chúng ta phải hiểu là trong cái văn cảnh mà nó đi với con mắt thì tức là bà ấy dướn mắt lên Pavati thì nó whisper something to Lavender and they both glared at Hermione too Um, con bé này thì nó thì thầm một cái điều gì đó với lại con bé lavender và cả hai bọn nó thì nhìn chằm chằm nó gọi là chừng mắt sorry chừng mắt nhìn về phía của harmony glare đấy nó nói về ánh sáng ở một cái mức độ mà nó rất là lớn đó, và nếu ở dạng con mắt như thế này thì tức là nó chừng mắt đó, như kiểu mắt có lửa giáo sư Trelawney này stood up surveying harmony with uh, unmistakable anger thì bà này bà ấy đứng lên bà ấy xăm soi con bé Hermione bà ấy gọi là kiểu nhìn chằm chằm và con bé Hermione với một cái sự giận dữ mà không thể nào giấu đi được bởi vì unmistakable mistake thì tức là mình nhận nhầm người ấy và mistakeable tức là có thể nhận nhầm có thể nhìn nhầm nhưng đây là không thể nào nhìn nhầm được đó là sự giận dữ đấy tức là kiểu biểu hiện nó rất là rõ ràng trên khuôn mặt của bà ấy Survey thì danh từ nó là cái khảo sát Nhưng ở dạng động từ thì tức là mình cứ thế mình xăm soi mình nhìn chằm chầm nhìn từng tí từng tí một Thì đấy nó gọi là survey ở dạng động từ Ok Đến đây nhá đến đây nhá Hôm nay thay đổi vị trí thế, thế cho nên là cái Cái reach, cái audience reach nó chưa có pick up được nữa Nhưng mà chắc là ngày mai nó sẽ thay đổi hơn ừ. Ok Thế nên mình uh, dừng ở đây nhá và nếu các bạn có thể thì hãy vào đây cho mình một follow và like đấy trên cái nền tảng này được chưa rồi cũng như là tham khảo thông tin về IELTS hay là về tiếng Anh hay là về khóa học bất cứ thứ gì thì ở trên đấy mình đều đa phần đây là cái nền tảng chính của mình thứ hai đó là thứ để mà chúng ta xem lại ừ. <laughs> Thường lai like khung giờ nào á thường là vào um, mỗi tối từ 10 giờ 15 cho đến 12 giờ. Ok. đấy nhá, thế thì mọi người uh, good night và hẹn gặp mọi người vào ngày mai nếu không có gì thay đổi. Nếu không thấy mình livestream thì tức là mình uh, off nha. Ok, bye bye, good night.